Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy, hiện nay ứng dụng VNEID đang từng bước đi vào cuộc sống của người dân khi trở thành nơi lưu trữ các giấy tờ tùy thân an toàn, tiện lợi và thông tin được bảo mật, giúp người dân thuận tiện trong thực hiện các thủ tục hành chính của mình. Khác so với trước đây là phải đến tận phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh để đăng ký biển số xe ô tô, thì giờ đây mọi thao tác đăng ký biển số xe ô tô được anh Sùng Mí Xá ở tổ 2, thị trấn Mèo Vạc thao tác hoàn toàn qua ứng dụng VNEID mức độ 2. Chỉ mất khoảng 10 phút đọc kỹ hướng dẫn, cập nhật đủ thông tin qua ứng dụng VNEID, anh Xá đã bấm được biển số xe ô tô của mình trên điện thoại. Bản thân tôi thì thấy là cũng mà các bước thao tác ở trên máy này cũng mà đơn giản thôi. Và nếu mà chúng ta ở nhà thì cũng có thể là tự làm được, rất là tiện cho người dân. Đấy, thứ nhất là không phải tốn thời gian đi lại. Còn đối với chị Hoàng Thị Hòa, tổ 14, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, từ khi sử dụng sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNEID, khi cho con đi khám bệnh, chị không có phải mang nhiều giấy tờ của con như trước nữa, bởi sổ sức khỏe điện tử đã thay thế sổ khám bệnh giấy và sổ tiêm chủng giấy. Tôi cũng thấy rất là tiện lợi và hữu ích vì có cái app này thì tôi, nếu như tôi đưa con tôi đi đến khám ở bất kỳ nơi đâu thì nó cũng tiện lợi hơn. Vì khi mà tích vào cái app đấy thì nó đã hiện tất cả những cái thông tin bệnh án và những về tình hình sức khỏe của con tôi. Đến ngày 8 tháng 8, toàn tỉnh có 707.000 trường hợp được cấp tài khoản định danh điện tử. Trong số này, có trên 513.000 tài khoản đã kích hoạt VNEID mức độ 1 và mức độ 2, đạt 77,4%. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với chỉ tiêu Bộ Công an giao. Có thể thấy, ứng dụng VNEID hiện nay đang từng bước phát huy hiệu quả trong công tác quản lý xã hội và phục vụ người dân trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để hướng dẫn cho người dân hiểu được các cái tiện ích trên ứng dụng VNEID. Đấy. Rồi tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân cách đăng ký, rồi đăng nhập, để hiểu được cách thức để vào các cái ứng dụng, các cái tiện ích, đặc biệt là những cái ứng dụng các tiện ích mới của VNEID. Hiện ứng dụng VNEID đang cung cấp 9 tiện ích để phục vụ người dân, doanh nghiệp và dự kiến sẽ có thêm hàng chục tiện ích khác sẽ tiếp tục được cung cấp trong thời gian tới. Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số, lực lượng công an toàn tỉnh đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy người dân kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID để thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử, qua đó góp phần vào công cuộc chuyển đổi số của tỉnh.